Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong không gian rất là quen thuộc này, không gian của chương trình Chuyện của Sao và cùng với những ngôi sao chia sẻ những chuyện hậu trường hết sức thú vị cũng như những góc khuất trong cuộc đời mà có thể không vào lúc nào quý vị cũng được biết. Chương trình Chuyện của Sao đến với quý vị vào lúc 20h10 mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9 là truyền hình Việt Nam. Và hôm nay mình Đức rất vui được tiếp chuyện cùng với một nữ nghệ sĩ mà hẳn những câu chuyện của chị về những gì chị đang làm, câu chuyện một phần về cuộc đời nghệ sĩ của chị hẳn sẽ giúp quý vị hiểu hơn rất nhiều về người nghệ sĩ mà quý vị đã rất yêu mến. Thủy Mười, người con thứ mười trong một gia đình miền Tây, đã mang theo cái tên Mười như một định mệnh, đã theo đuổi đến cùng đam mê nghệ thuật của mình. Với bao năm lăn lộn trên mọi sân khấu, vượt qua nhiều nghịch cảnh để có thể được làm nghề một cách tự tế, chân chính. Thủy Mười đã thực sự được sống cùng các vai diễn của mình, cùng song hành với nhiều số phận khác nhau và thành công bằng chính sự đồng cảm với nhân vật từ những gì mình đã trải qua trong cuộc đời chuyện của sao sẽ kể với khán giả một phần nhỏ cuộc đời dù sóng gió của người nghệ sĩ được khán giả yêu mến gọi tên nữ hoàng vai phụ thụy mười hân hạnh được chào đón nghệ sĩ thụy mười xin chào chị mười chị mười xin chào anh đức chị mười xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình chuyện của sao chị mười thân mến đầu tiên mới đứng phải tò mò đã chị tên là Thụy mười có phải chị là người con thứ mười trong gia đình không? Dạ đúng rồi anh à, <cười> <cười> một gia đình mà có mười người con dạ. mà chị là người thứ mười dạ, tức là chắc nó phải cứ gần gần út ít rồi chắc hẳn phải có những điều rất thú vị về cái gia đình mười người con đấy chúng ta chia sẻ một chút về cái gia đình đông đúc của mình được không ạ? Gia đình em thì uh, xưa giờ là cha mẹ làm về nghề nông, dạ mười người con nhưng mà mất hết ba còn bảy người em sao rồi kế em là một đứa em trai nữa là hết. Là tên là gì ạ? Chỉ có duy nhất đứa em em tại sao tên là Huy Bình? <laughs> tên là chẳng nhẽ là tên là 11 nó cũng 11 dạ, người, đúng không? Nhưng mà trước ừ. em là chị 8, chị 9, ừ. chị 10 liên tiếp ba à. người cùng số vậy đó. Đấy. Vậy thì như vậy là với 11 con trong gia đình thì chị có phải là người duy nhất. đi theo con Dạ đúng rồi anh, em là người duy nhất trong hai dòng họ nội ngoại luôn. Trong một cái gia đình mà đông như vậy thì hẳn là những người con sẽ có nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Dạ. Thì có thể là những người anh người chị của chị họ sẽ có những cái lựa chọn khác có thể nó trở thành tấm gương cho chị hay không nhưng cũng một cái điều gì nó khiến chị theo đuổi một con đường mà trở thành người duy nhất trong dòng họ à, đối với em thì anh em trong gia đình không là tấm gương cho em em chỉ là uh, tất cả mọi thứ em học hỏi đều ở ngoài xã hội hết để cho em tấm gương tốt điều gì nó khiến cô gái thứ 10 chúng gia đình để quyết định theo đuổi một cái nghề mà cả hai bên đội ngoại đều không ai uh, dính dáng Dạ chắc cái đó là do cái nghiệp và cái đam mê cũng từ nhỏ Từ nhỏ em có một cái cái suy nghĩ Em nghĩ lúc đó khoảng chừng lớp 5, lớp 6 gì đó Em nghĩ là một ngày nào em lớn lên Em sẽ không sống ở trong cái đất Long An Em sẽ bước ra khỏi cái đất Long An Bất cứ cái nghề gì Lâu lâu em về em thăm gia đình một lần thôi Em lại thích như vậy Từ nhỏ em có đã có một cái suy nghĩ đó rồi Tức là đã có cái sự hướng ngoại ngay từ lúc còn rất là nhỏ Dạ đúng rồi rồi sau đó cái đam mê nghệ thuật dần dần nó sẽ dẫn em tới mà em nghĩ cũng một phần là do cái nghề chọn mình Đấy thì đúng ra trong nghệ thuật nhiều người cũng hay nói câu giống như chị Mười nói Tức là cái nghề cho chọn mình nhiều khi chẳng hề là chủ định đâu Nhưng yeah. tự nhiên là cuộc đời nó gắn với mình Quý vị theo dõi trên kênh VTV9 thì có một cái loạt là chương trình sitcom rất là quen thuộc là gặp nhau để cười Và cái loạt sitcom mới nhất có cái tên nghe cũng rất là thú vị là Hội bịp sữa vi diệu <laughs> Nghe đến tên là chúng ta có thể hình dung ra nó nói về cái gì rồi Và chị Thụy Mười là người tham gia loạt sitcom đó trong suốt các loạt chương trình đấy thì cái điều gì nó khiến chị cảm thấy thú vị nhất về cái chủ đề này? cái chủ đề trong hội bấm sữa vi diệu nó là nói cái chủ đề mở ừ. nói về cái xã hội bây giờ làm cho em rất là thú vị bởi vì nói về cái cuộc sống của từng các bạn trẻ nó nói về cái cuộc sống hiện nay nó khác với cuộc sống của cái thời tuổi trẻ cỡ tư mười là mẹ đơn thân rất là thoải mái được mọi người rất là đón nhận ưu ái chứ không phải là như ngày xưa là mẹ đơn thân rồi phải trốn này thế này thế kia với cha mẹ phải phải đánh phải đuổi thì này thế kia nó nó khác hoàn toàn về cái vấn đề đó vì cuộc sống hiện tại thì phải theo cái hiện tại này chút xíu nhưng mà cũng đừng có làm quá và cái thứ hai nữa là khi cuộc sống gia đình rồi thì khi mà đã sanh con đẻ cái thì cũng phải chúng các bạn trẻ bây giờ nó cũng có cái kinh nghiệm hơn ngày xưa có những cái rất là hay rất là thú vị cho cái tuổi trẻ bây giờ em thấy cái đề tài này rất là hay đấy thì khi mà Thụy mới tham gia các loạt phim đấy thì Thụy mới cảm thấy là nó mình có thể thấy thấy mình ở trong những nhân vật nào trong đó hay là những câu chuyện trong cái loạt phim đó những câu chuyện được kể trong cái hội bình sữa đấy thì nó có cái chút nào nó giống với cái cuộc sống hay là những cái quãng thời đời mà mình đã từng trải qua trước đây thì cái giai mà em là cái giai bán cà phê <laughs> thực ra nói cũng nói nhiều nhưng mà chủ yếu là nói vui ờ đôi khi cái biện cũng sẵn sàng sẵn sàng nhiều khi muốn nói nói muốn chửi chửi kiểu vậy nó cũng giống giống em cái tính cách em như vậy ừ. nhưng mà nói là một chuyện giận thì nói về thôi chứ ừ. thật, ra là trong tâm rất là tốt rất là giúp đỡ mọi người xung quanh đó là nó cũng kha na ná với cái tính của em đấy thực ra là tại vì cái vai ấy, chúng ta hãy để ý là trong rất nhiều những bộ phim ấy, nó có những cái vai phụ rất là thú vị, Đó chẳng như chị Thủy mười và nhắc đến cái vai là những bà chủ quán cà phê chúng ta hãy để ý xem cái người mà biết nhiều nhất những câu chuyện trong mỗi khu phố <laughs> thậm chí là biết chuyện gia đình của chúng ta còn nhiều hơn chính chúng ta, yeah. đôi khi chính là cái bà hàng cà phê hay cái bà hàng ăn sáng ở đầu hẻm yeah. đấy 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 là những cái nhân vật thú vị, mọi người hãy nhắc đến chị Thủy mười người ta hay gọi chị là gì là nữ hoàng vai phụ yeah. Yeah. nó có một cụm từ rất là vui nếu quý vị mà search google chẳng hạn nghệ sĩ thụy mười sẽ ra rất nhiều những cụm từ là nữ hoàng vai phụ thì người ta thường hình dung là nhắc đến nữ hoàng thì phải là cái gì đấy thường là gọi là đào chính hay là ngôi sao hạng a hay gì đó thì hay được gắn cái danh hiệu đấy yeah. thế nhưng mà với chị người ta lại, lại dùng cái từ là nữ hoàng vai phụ mà lại dùng một cách rất là ưu ái thì với một người nghệ sĩ mà bền bỉ với những vai phụ mà nhiều đến mức mà trở thành ấn tượng để được gọi là nữ hoàng yeah. thì chị cảm thấy là cái cuộc đời đóng vai phụ của mình nó có những cái gì thú vị thực ra cuộc đời đóng vai phụ em á được tất cả khán giả yêu thương em dành cho em một cái danh hiệu là nữ hoàng giai phụ em rất là hạnh phúc bởi vì em đã làm thành công cái vai trò của em ở vị trí gia phụ nhưng mà người ta cũng biết là thực ra là làm rất là là nghệ thuật đấy người ta dạ. nói là ai cũng mong muốn có một khao khát đó là được nổi tiếng được dạ. người biết đến mà để như thế thì thường là phải có vai chính dạ. tức phải vươn lên sao nếu không phải là hạng A thì cũng phải là là hạng B mà nổi bật tức là nhiều người nói là giống như vai thứ là phải thứ chính được với rất nhiều nghệ sĩ thì cái giai đoạn gọi là trẻ tuổi thanh xuân của mình là cái lúc mà mình muốn thăng hoa, mình muốn cống hiến được nhiều nhất, muốn được nhiều người biết đến nhất. Thế nhưng mà có thể là cả một quãng thời gian đó mình đã gắn bó với nhiều những cái vai phụ, yeah. mình không có nhiều cái cơ hội để có thể tỏa sáng hơn, để nổi tiếng hơn. Đến khi mà mình được công nhận tài năng như chị chẳng hạn bây giờ người ta gọi chị là nữ hoàng vai phụ người ta công nhận tài năng của chị công nhận cái đặc biệt của chị dạ. thì nhiều khi thanh xuân nó cũng đã qua và qua mình rồi. sẽ không còn có những cái vai diễn để mình có thể tỏa sáng hơn được nữa dạ. đấy thì nhìn lại quãng đời đã đi của mình và và giống cái suy nghĩ của mình đức như thế thì có những cái điều gì mà chị muốn chia sẻ thật ra đối với em á, tuổi trẻ thì ai cũng muốn vươn lên à, cũng muốn mình được những cái hay những cái ưu ái nhưng mà đó là một cái duyên số à, không phải mình muốn là được đối với em thì à, dù ở cái lứa tuổi nào, dù ở cái giai đoạn nào nó cũng có những cái vai rất là hay ấn tượng lại khán giả. Thì ở cái thời điểm nào anh cũng nổi bật chứ không nhất thiết phải cái thời thanh xuân. Đối với em là như vậy. Người ta lại có một cái câu rất là hay trong nghề hay nói với nhau ấy, là yeah. gừng càng già càng cay. Yeah. Đấy rõ ràng là đương nhiên là với nghệ thuật thì anh thích là thanh xuân là dịch rỡ. Yeah. Nhưng mà có câu là gừng càng già càng cay tức là càng ngày theo nghề nhiều tích lũy cái tuổi nghề tuổi đời ấy, thì mọi người lại càng thấy là mình mặt mà hơn, nhiều yeah. khi mình diễn mình thích hơn và cũng có thể là nhiều khi cái áp lực về vinh quang nó cũng đã qua đi rồi, yeah. bên mình có thể thoải mái mình sống hơn thì trong những cái ngày này đấy tức là bây giờ chính những cái thời điểm này là thời điểm mà người ta nhắc đến chị là người ta nhắc chữ là nữ hoàng vai phụ đấy thì chị cảm thấy là cái cuộc sống ở bên ngoài của mình với cái cuộc sống ở trên sản diễn của mình lúc này yeah. ấy, nó như thế nào so với những cái kỳ vọng ngày xưa của chị? Cuộc sống của em ở ngoài đời thường với lại ở sân khấu nó khác nhau vậy lắm? Dạ, à. yeah. ở ngoài thì em rất là ít nói dạ em đầm tính hơn nhưng mà không biết tại sao trong bước lên sân khấu bước lên đứng trước máy quay là em nói rất là nhiều em không <laughs> hiểu tại sao nữa <laughs> nói nhiều lắm mà đôi khi về nhà đó nhà nói nhiều khi muốn có nghe câu nói gì có từ em mà cũng không nói em không à. biết tại sao nữa còn đi chơi đối với bạn bè thì khi nào mà hợp thì em mới nói nhiều còn không hợp em cũng không nói ừ, ừ. nó 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 khác nhau rất là nhiều anh nếu mà nói như thế thì Đức có thể tạm thời suy diễn đi đích sẽ suy diễn một cách hơi chủ quan tức là rõ ràng là thường những người mà ít nói ở ngoài là những người sống rất là nội tâm à, tức là họ có thể có một cái thế giới bên trong nó rất là phong phú dạ. nhưng mà họ giữ nó cho cho riêng mình không có một cái ngoài anh à nói cũng có thể nếu mà em uh, chiêm nghiệm lại ở em thì uh, cũng có thể là như vậy ừ. em sống rất là nội tâm và những cái ngoài em uh, hay tích góp Để đó có đó là cái vốn sống cho mình đấy và lại tiếp luôn ý. những người mà càng nội tâm ấy thì thường ra đôi khi lại là, là những người có đời sống rất là phức tạp tại vì thường người ta những cái người mà hay nói ra bên ngoài người ta nó rất là bỗ bã rất là thoải mái nhiều khi cuộc sống họ rất là đơn giản yeah. vì đơn giản cho nên họ mới dễ giao tiếp yeah. thế còn với những người mà như thủy mười vừa chia sẻ là sống rất là nội tâm nhiều khi lại cuộc sống rất là phức tạp có thể là nó có rất nhiều những cái rằng xé về nội tâm có rất yeah. nhiều những cái chăn trở trong cuộc sống yeah. thì đấy thì thử nhìn lại những quãng đời từ lúc mà còn là một cô bé thủy mười mong muốn ra khỏi cái, cái không gian nhỏ hẹp mà mình đang sống ở miền quê ở tỉnh long an yeah. thì đến giờ đã có thể làm được cái điều đó thì chị nhìn thấy là nó có những cái biến cố nào hay có những cái bước ngoặt trong cuộc đời nào nó làm đến con người Thủy người ngày hôm nay? Nếu mà nói về bước ngoặt thì cũng khá nhiều. Bởi vì sau khi em học em ra trường em bị thất nghiệp. Thất nghiệp uh, 2 năm thì anh biết ở đất Sài Gòn này mà thất nghiệp nhưng mà cái thời thời gian trước ừ. đó tìm cái việc làm để đi diễn để được đứng diễn rất là khó chứ không phải như các bạn uh, diễn viên trẻ bây giờ nó quá dễ. Thất nghiệp xong rồi em lại đi đoàn nhà nước thì đi đoàn nhà nước thì diễn cũng được 2 3 năm rồi em lại thất nghiệp. Thế là cái cái sự thất nghiệp nó kéo dài làm cho em cũng nản lắm rất là nản mà em suy nghĩ bây giờ mà em trở về quê thì em làm cái gì ừ. Ừ, em cũng không thích trở về bởi vì em đã có một cái suy nghĩ là em phải bước chân ra khỏi đó để em làm việc mà em không biết xong đấy em cũng ráng cố gắng ráng cố gắng thì cái đam mê của em nó nó đẩy giải thức dậy đẩy con người của em phải phấn đấu phải tìm tòi hơn và để bằng mọi cách em phải sống với cái nghề đó là vì cái đam đam mê của em rồi trong thời gian trải qua nhiều cái biến cố cuộc sống nó cũng bấp bênh rồi sau một thời gian em tương đối ổn định công việc chút xíu thì em lại bị một cái ca phẫu thuật rất là nặng đó là bệnh tim em phải mổ thì em phải nghỉ đi gần một năm rưỡi đúng trọn vẹn một năm rưỡi thì nó cũng là cái biến cố cho em trong cái vấn đề đó rất là lớn rồi sau đó thì thì khi mà em bị cái biến cố đó rồi em nằm trong khoảng một năm mấy thì em suy nghĩ là rất là nhiều thứ đó là một cái để cho em phải mạnh mẽ hơn mọi thứ và cái gì em cũng phải mọi thứ mà nó gọi là nó suy nghĩ chín chắn hơn đó yeah. rồi bước, bước tiếp cái con đường kế tiếp của mình yeah. chị kể về cái biến cố phẫu thuật là minh đích nhớ minh đích rất nhớ cái lần đó các nhiều nghệ sĩ cũng có kêu gọi nhau là yeah. hãy giúp đỡ chị thủy mười và à, sau này thì chị có nhắc đến một người mà chị mang ơn lần đó là, là anh hoài linh yeah. à, thì rất nhiều nghệ sĩ ngày đó một người đã chung tay giúp sức và cũng có thể qua những cái chuyện như vậy thì khán giả mới biết rằng là hậu trường nghệ thuật đôi khi nó không đơn giản yeah. nghệ sĩ lên sân khấu thì có thể là hào nhoáng như thế đấy yeah. nhưng mà đằng sau đó họ cũng có đầy đủ những cái nỗi đau đầy đủ những cái thân phận chất chứa như một người bình thường nào cả, dạ, đúng rồi. Anh. Đấy và mấy đứa cũng có một số lần trò chuyện với một số các nghệ sĩ và họ cũng chia sẻ là họ cũng có những quãng thời gian thất nghiệp giống như chị. Dạ. Và họ kể đến mức mà mình cũng khó hình dung. Nhất là khán giả sau đó họ có phản hồi trong những cái đoạn phát sóng họ nói là họ không tưởng tượng được một nghệ sĩ thí dụ như nghệ sĩ anh quyền linh anh kể đã từng có lúc mà trong túi không có một đồng nào Đúng rồi. mà đói đói thực sự tức là đói thực sự mà vẫn đủ tự ái để không dám đi xin ai dạ à, cũng mà cũng không không dám đi xin chỗ này chỗ kia đi làm cái đây tức là nó có có một cái sự tự ái nhất định người sĩ, nghệ đó. sĩ có cái tự trọng cao lắm ừ. em có trong cái lúc mà em đi diễn em có một cái vấn đề này em buồn và em em giữ nó mãi mãi cho tới sau này luôn em đã từng tới một cái quán bar đó Mà quán bar đó, đó thời điểm đó rất là đông khách ừ em đã đứng em diễn đó ít nhất cũng phải một năm rồi thì sau khi cái em bị cái sự cố vấn đề chút xíu với lại diễn viên trong nhóm đó thì em không có diễn nữa em mới trở lại cái quán bar đó em chơi thì ở quán bar đó phía sau phía trước là cái sân khấu diễn phía sau là cái bàn bia bàn bia lỗ ừ. thì mình nghĩ là mình buồn quá mình tới chơi thì em đánh bia lỗ em vẫn trả tiền bình ừ. thường nhưng mà um, cái cái anh ở trong đó đó kêu cái bạn mc đó, nói là nói chị thủy mười ra ngoài đi đừng ở trong đây mất đồ nghệ sĩ à. ủa em mới diễn ở đó mới nghỉ chưa đầy một tuần mà em trở lại đó em chơi ô không lẽ không biết em mà nói một cái câu đó em đứng á cái em nước mắt em không khóc nhưng mà em mắt em rất là cay em kềm lại em không khóc cái em nói em đứng đây em chơi Bia em vẫn trả tiền mà cái nói không nhưng mà vô đây là bên trong cái không gian của nghệ sĩ mất đồ rồi mất công lắm À, nếu mà muốn coi nghệ sĩ diễn thì xuống dưới ngồi đi xuống dưới ngồi uống nước mà lúc đó em diễn một suất em có 35 mươi lăm và ly nước tới 40 mươi đến 50 mươi thì em nói thật ra mình đi uống cũng được chứ không phải không nhưng mà tự nhiên người ta nói mình một câu mình nghe mình xúc phạm cách kinh khủng ừ. có cái như vậy em mới em, cuộc sống em mới vững chãi hơn mới mạnh mẽ hơn em không ham chơi nữa em phải làm một cái gì đó để cho mọi người biết tới em là một thủy mười đó cũng là một cái sự mạnh mẽ của em và cái sự phấn đấu của em hơn vì với cái câu nói đó đấy rất là thú vị nhá chính mình đã định hỏi thụy mười cái câu rằng những cái sự kiện như thế những cái Đó. chuyện như vậy nó tác động đến cuộc sống và con người mình như thế nào thì chị thụy mười đã trả lời luôn rồi đấy thưa quý vị tức là đấy nó làm đến thụy mười ngày hôm nay yeah. à, xin cảm ơn thụy mười đã đến đây và chia sẻ với khán giả chuyện của sam một phần nhỏ à, câu chuyện về góc khuất cuộc đời cũng như cả chuyện hậu trường của bộ phim à, sitcom hội bìm sữa vi Diệu mà thụy mười đang tham gia rất xin cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị thật nhiều niềm vui em xin cảm ơn anh thì Mười xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chuyện của Sao. À, hy vọng Thì Mười sẽ gặp quý vị khán giả lần sau nhé. Và quý vị cũng đừng quên là Chuyện của Sao vẫn đến với quý vị mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình do VTV9 là truyền hình Việt Nam thực hiện. Và đến đây chương trình cũng xin phép được khép lại. Minh Đức và nghệ sĩ Thủy Mười xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.